Rồi, chào cả nhà luôn nha. Hân Quang chào đón các bạn đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Bình Trần nha. Lần đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Nhí bạn. Cái gà nó buồn, nó ngủ mình đi đặt cả bảy bạn. Anh em mỗi người một giỏ 12 cái đặt xuống đây đặt. Mùa này đặt trải nghiệm bạn ơi. Chứ mùa này người ta rút hết trơn, anh em mình chơi ngược ngạo đặt bảy lại. Có không? Cái đầu tiên nó chúc quất bạn ơi. Anh em thẳng giỏ 12 cái chứ nó đem thêm cái nữa nè. Là mấy phụ rồi nữa, ghê không? Thì đầu nghề của anh em mình thì cũng như mỗi khi bạn ơi, túi lưới đựng gắn, chuột, lúa. Rồi nó củ khoai mình đào ở nhà nè bạn, bên hông nhà nè. Đào được cái củ nào hay củ nấy mình bỏ vô cho nó ăn. Khoai lang. Và đây là ít lúa của mình nha, ý là lộn ít nước của mình nha. Cái đầu tiên chất quất rồi, tới tiếp theo là cái của mình. Hy vọng hồi hộp và chờ đợi nha bạn. Rồi, lên đường, hy vọng sẽ có một con gắn khủng khủng cho bạn xem nha. Đi Nhi ơi. Chờ anh cái, chờ anh cái. Cái đầu tiên rồi bạn ơi, không biết có làm nên chuyện gì không. Nó đang đứng bên kia. Vô thăm cái này hút gắn cho nó hết hồn coi. Chín con là mừng rồi bạn ơi. Chỗ này cái chỗ túi cỏ nè, khu rang, khu khóc. Đúng là như vậy rồi, đúng chín con là mừng. Chứ có chết chuột không, chuột còn. Rồi phát lương cho nó nha bạn. Cái đầu tiên. Còn 11 cái nữa. Đúng chuối lấy 7 hả? Dịch lại coi. Nó đặt cái 7 đó người ta đúng chuối người ta lấy 7 rồi bạn. Vậy hả? Cho cái cây chuối mép trong các bạn. Cây chuối mép trong nó đúng đó. Cây chuối thì mình chỉ ra cây chuối đó coi. Cây chuối kìa. Cái cây chuối người ta đúng kìa. Đó. Anh em nào thương nhí quá vậy? Nhí nó tội nghiệp nha, thương nhí quá ha. Lấy 7 cho nhí nó nghỉ đặt cho nó bớt khổ ha. Bớt cực. Cái thứ ba bị mất tiêu. Gắn chối chàng luôn ta. Cái thứ tư của em nói nha. Cái thứ ba lên đường này. Rồi, cọc rồi. Chú quất anh ơi. Rồi, em đi thẳng dưới đi. Bảy của anh dưới đó. Tới cái bảy thứ hai của mình luôn nha bạn ơi. Bể vô. Rồi. Có nó đi theo mình cũng đỡ buồn. Thấy bảy không? Thấy nhìn lộn hướng này. Lộn hướng à, nhìn bên tay phải á, cũng ngồi chỗ đó luôn, vị trí đó luôn, đi thẳng vô. Thấy chưa? Đặt lỗ liễu lắm, nhát đại à. Nếu mà ngồi tở thì dưới em mình khum xuống là lụm liền. Có hàng không? Còn chuột luôn hả? Còn mồi không? À, quên đưa mồi cho nó chết. Rồi, cái tiếp theo mình sẽ quay bạn luôn nha. Chất quất rồi. Mình đặt ở chỗ đó nha bạn. Còn dưới đặt ở đây. Hả? Cái gì? Cái gì? Mất 7 hả? Mất 7 là hơi đuối rồi, mình đặt trong đó không biết sao. Ta lựa nhí. Bộ vậy chạy nhà lấy cái ta lưới thả cá này ăn nhí ơi. Còn đỡ hơn. Đây là cái 7 của đồng nghiệp đặt nha bạn. 7 đồng nghiệp đặt mà không mình đi vô đây mình thấy 7 đồng nghiệp đặt nè. Nhưng mà mình lỡ rồi, đây là những cái 7 đầu tiên của mình thăm ngày hôm nay, cũng là những cái 7 cuối cùng mà không mình đặt. Tại bữa hôm mình đi đường kia. Đi ngược lại và mình đi thăm này giống như đi thăm ngược kim đồng hồ bạn. Bảy anh còn ấy nhé. Bảy của anh thì còn, bảy em mất rồi. Nặng cái coi, trời chuột đó. Ngồi trong lắng bóng. Đi đặt sao đi đặt mình thấy 7 đồng nghiệp bạn. Là thấy quái à. Thấy 7 đồng nghiệp cái vỏ để lại. Giống như là mình đặt chúng cái cái luồng đặt rồi. Đây 12 cái đặt gần cái chục cái rồi mới phát hiện được cái vỏ 7 đồng nghiệp. Thì lỡ chợ lỡ quê chứ. Chia buồn cùng em nói nha, em nói bạc nãy giờ mất 2 cái rồi. Rồi, mình ra lên đường. Thấy mấy cái 7 còn lại của mình như thế nào. Nó đi trước rồi bạn. Nó đang lui cui lum khum. Nhìn là sao? Rồi còn 7.
đọt đâu? Có người xanh sữa không? Có người rút ra xanh sữa không? Ngộ vậy. Đặt vị trí nào? Ờ, đọt con đó rồi. Vậy hả? Không có lo được đâu, tại vì nó cái chân gì bịch mà cái chân nó sậy không mà sao mà lo đi được. Có người ta rút ra người ta nhét ngược lại á. Thôi, chỗ đó nguy hiểm quá vậy ta. Rút nữa hả? Nóng quá trời nóng. Đặt lại hay rút. Đặt lại bạn ơi, mình đi qua tới thăm cái của mình nha. Cái của mình đi qua mép bên đó đó. Rút đó đó. Anh em mình đi thằng 12 cái này là tính tổng cộng là 24 cái. Hai mấy cái này mà không dính con nào nó nhục chứ lắm đó nhí. Có khi thì chết hết trơn, hai mấy cái này chết hết luôn nhí. Ờ đúng rồi. Không dính hả? Gan hiểu thấy ghét vậy. Chất tóm lại là chất quất đó phải không? Đúng rồi, nó ngẩm rồi. Ngẩm. Giọng cười thấy ghét rồi đó kìa. Ngẫm hả? Ngẫm coi. Quê rồi chứ. Đi bà con tiếp tục hành trình ngày hôm nay nha. Kiểm tra đi kìa. Kiểm tra thấy cái ống mà cần nó coi nó đóng lâu chưa. Em có chuyên môn không? Hả? Ở đằng nào? Ở này, ổng này hả? Rồi, chưa luôn. Em đặt lại giùm anh nè. Sao biết chưa có mệt. Để em coi coi. À dạ. Như nó nói cậu này sao nửa tháng mất nó được. À, ổ này nó cũng hơi u đầu này chứ đi tập nhí. Ổ này hơi u phì đầu có gô nè bạn. U nè, phì cái đầu có gô á. Nhưng nó có mũi tàu nhưng nó phì đầu có gô. Ổ này hơi nhỏ nha bạn, nhưng mà nó cũng phì đầu có gô rồi. Mình hẹn các bạn ở clip sau nha. Ở đây mình bắt nha. Tại vì giờ mình cũng không có đem cái gì mà đựng mà. Thế bây giờ cái bọc có đựng chứ lấy về lấy túm áo sẽ đựng sao. Đấy, ổ ong này cũng hơi nhỏ bạn ơi, chứ không có bự con này. Ổ này còn hơi non, tuần sau hy vọng là sẽ hút được nó nha. Ổ ong này chắc cỡ đỡ, nếu mà tuần sau mình lại không có gì thay đổi thì chắc cỡ hơn lít nửa lít cũng được bạn. Ổ ong ruồi, ấy là ổ ong mật rừng. Cái nó nằm ở bên tay trái mình á, là cái đầu trên nó là cái cục mật đó mà. Nó hơi phì ra. Ok. Cắt máy. Chuyến rồi mình đi từ Đồ Đẳng đi lại đây nha bạn, mình đi lại tới đây nè. Cái cục lùm này ngon quá mà hơi khô, mình không có đặt. Cái cỏ cũng ngon mình không đặt, mình cố gắng mình đi tới đây mình tìm nguồn nước á. Cái bờ này lúc đó nó còn lẫm chủng vài lỗ, mình đi bước xuống cái đường này. Đây là bước xuống đường này chắc cái ốc đó luôn, mình bợ lên xem cho đó nha bạn. Mình bợ lên ông quốc mình ba phát, một cái vô lưng, một cái vô vai, cái vô đầu. Mình bò lên, bò lên mình nằm dài thường ở đây nè. Chút xíu anh chỉ gọi là chút xíu anh bỏ mạng rồi đó nhé. Lúc đó thì nhí nó đi múc ở đằng kia rồi bạn. Mà đây mình nó chờ lâu quá, nó chờ mình nằm ở đây nằm đâu mình nín thở mà. Mình chờ lâu quá rồi nó quay trở lại nó kiếm mình, thấy mình nằm trên bờ đó đó, nó hỏi làm gì vậy? Mình đâu dám nói chuyện đâu. Mình bò ra một khúc mình mới nói. Cái ông dưới đó đó nha. Bạn quan sát một hồi thế nào cũng có con phải gai phải vô. Mình zoom gần gần chút cho các bạn thấy dễ thấy nha. Bạn dễ thấy thôi chứ thật ra các bạn cố gắng quan sát giùm mình nha. Đó, mình dạch lên ngay trong của ông luôn, thúc đút cái bãi vô. Bị quýnh vậy mới đau chứ. Trời, đó nó bay vô con đó. Đó. Thấy bay vô con thấy không? Ổ này nhỏ nha bạn, nó đang bay vô con đó. Đó, mà thấy gì đó rồi làm sao? Mình ở trên đó mình đi xuống, mình đi vừa đi xuống cái mình dạch cái bên kia. Dạch bên bốn chú bên kia á, mà mình dạch bên kia nó không bay chân á. Mình thấy thôi qua bên góc này cặp đường nước nó ngon hơn, cặp phóng mương. Dạch một cái nó bị túa lên nó quýnh bò. Mình thấy không? Cái sao mà thấy được nó, tại nó quá nhỏ vậy nè. Khoảng một chục con à. Dịp mới bay túa ra mình nhìn thấy lừ hết trơn vậy, nó không biết bao nhiêu con. Đó, con nó đang bu bu giữ nó giữ miệng rồi. Đây mình gắn zoom gần chút xíu để coi nó có bu ra, nó có bay thêm con nữa không. Bay con nào vô nó không? Rất là nguy hiểm nha bạn. Cái nghề đặt bẫy gắn chui lùm chui bụi này cực kỳ nguy hiểm. Con nó đang răng miệng luôn con ơi. Hơi quất cái tàu lá một tí nên mà không thấy nè. Nó có số lượng nó con nó quân ít quá nên
nó bay vô bay ra cũng hơi ít các bạn. Mình nghĩ bây giờ mình nó còng rất nó trộn một cái sạc chắc mình chết. Đây là ong dò dẻ nha, hay còn gọi là ong mặt quỷ các bạn. Đấy, mình cận cảnh cái ổ luôn các bạn. Con nó bò ra bò vô đó. Nãy giờ sao không ít thế con, nãy giờ con bò vô ra, chứ nãy giờ chưa thấy con nào bay vô ra. Công nhận con này hổng xíu mất mạng. Còn hên. Thôi, mình đi bạn ơi, đi thăm bẫy để nhí nó đi tút rằng này. Mình còn hai cái nữa nha bạn, rồi nhí nó cũng còn hai cái nữa. Bữa nay chắc muối rồi bạn ơi. Lên đường. Hai cái cuối cùng này chúc may mắn nha. Nắng chang chang có một luồng gió thổi gió mát. Chúc may mắn không còn. Đang quay déo rồi. Cải xác hả? Cái cuối cùng của em nói nha bạn. Gì? Thiệt không? Thiệt không à? Đâu đây coi coi. Yến mối nha. Cắn gì? Bốn con mối luôn. Ủa ơi nè. Đây coi. Nản thiệt chứ. Nè. Một con ngân mối, nắng quá nắng mà. Ngân mối ló đầu qua đây nè. Chứ mối ló cái đít nè. Còn ngân mối cái nằm trên nè, còn mối quay đồng kia. Bốn gắn luôn. Rồi, cái này về hỏi vợ có không, nó bốn gắn mối. Lý do là con chuột chết sình đây nè, có con dồi nó sình lên á, bốn mối vô ăn. Trời vô bốn gắn luôn ghê gốm thiệt chứ. Nhí dỗ quá nhí. Dỗi. Rồi, mình còn hai cái nữa nha bạn. Hy vọng hai cái mình sẽ hốt được con gắn mối. Rồi, lên đường. Hai cái cuối cùng của mình quyết định số phận. Ăn muối hay là ăn gắn, rồi ngon lành cành chanh. Được gắn hổ rồi bạn ơi, hổ ngựa đó là con ngoài kiến căng muốn chết rồi, còn nhúng nhích bạn ơi. Con đó đuôi nè, cũng muốn kênh kênh để chậm chứ ngày mai là chết, có thể là chiều nay chết không chừng. Cước này á nè, tranh thủ cuốn đó các bạn. Mắt còn sáng chân nè, thấy không, mắt còn sáng chân mà bị kẹt cái đầu rồi, kiến nó đang chuẩn bị làm thịt, nó kêu dòng họ nó lại làm thịt này. Ok, mình tranh thủ mình cút nữa các bạn. Gắn mối yên gắn hổ ngựa cũng trọng trọng mà sao kẹt đầu người ta cứt ỉa chân quá trời cứt. Nhìn mặt chút coi hả, không có hoài đây, để vào cả nhà cái coi chào hết nổi các bạn ơi. Rồi mình xin khép cái video ở đây nha, mình đi mình bắt nó nha bạn, khô da luôn rồi. Ok rồi, không có một con làm thuốc luôn bạn ơi. Thu Mê thính gửi bài cào hả nhí ơi. Ừ. Kiếm được cái... có con nào cho em, bốn con á. Bốn con gắn mối á. Nãy giờ không còn nào cho bơi, dưới sữa thì cũng chắc cũng không có trái nào đâu. Có không? Ú, ngon vậy, chút mánh vậy. Ngon à, miệng của nó ăn hay là miệng mồm, mũ không, mũ mót không? Xin trái ngay mà ông chú gì đó ơi. Có đâu. Thôi, anh không ăn đâu em ơi. Không, em tước rồi đi rồi. Chạy được còn sống, trái này nhí, trái này bóng rồi nhí. Sao lên thoát lên được không? Hồ chứ không được rồi. Cái bóng hết đó. Ồ không được đâu. Không được đâu nhí ơi. Không được đâu, chết nó thoát nó tới rồi. Kiếm đường thì tạm biệt cả nhà, cái đi mình mua sức mình ăn. Mình nó chuẩn bị nó ăn nè bạn ơi, mình cũng chuẩn bị nè. Tạm biệt cả nhà là bạn hiểu cái lý do gì đó nha. Ồ, hay quá vậy ta. Ồ, ngon. Rồi vô. Rồi, anh xếp giùm em đây. Ê Lộc, em xếp giùm anh đây. Xếp làm đâu ra? Đó, mời các bạn nghe cây nhà lá vườn ngon, đang đuối ăn muối rồi, ý lộn ăn vú sữa à, bữa nay ăn vú sữa à, chứ không ăn gắn nữa bạn ơi. Rồi
rồi mình kết thúc clip nha, để mình kiếm trò khác cho các bạn xem, săn bắt trải nghiệm bằng cái món khác nha bạn ơi. Chắc gì đặt chuột cái nhớ ơi ha. Đi ok, về nhà anh em mình tranh thủ về nhà gà chuột bạn ơi. Ngày này 3 giờ chạy tới nhà là 4 giờ, 4 giờ chuẩn bị gặp bọng rồi lên đường gà chuột ha. Ok. Rồi mình cũng xin kết clip ở đây bạn ơi. Bữa nay thất bại à. Hy vọng cái luồng bẫy này chuyến sau mình thăm sẽ có gắn khủng nha. Ok, lên đường đi múc ngoài kia bạn, rồi mình đi mới đi qua mình gỡ xe nữa. Đó. Mình chuối không? Giờ múc con chuối rồi. Mình gỡ xe vào đó đó. Ok nha bạn. Nửa trái quá đã, kiếm nữa đi, kiếm nữa đi. Thấy không? Bóp rồi hả? Nhìn là tính cho nó đâu có hiền hả, nó bóp rồi hả? Bóp vú, vú. Bóp vú vô gà sữa nha. Ăn nó mới ngon. Ngọt. Thấy không? Mì mèo hả? Nó sữa nhiều không? Ngon. Trời ơi con gì em. Ăn đi. Cặp được cái nhiều cặp. Tại vì nhầm khi mấy con sâu đó là nó ngọt á. Đưa kiểm tra coi. Ăn được khúc đít. Ăn được khúc đít. Khúc nào nó ăn thì còn lại mình ăn. Rồi tạm biệt các bạn nha. Một phát, bộ làm một phát nó là hết luôn á. Cây nhật quá trời trái luôn rồi. Một thấy cao. Cây nó chín quá dài luôn rồi nè. Làm miếng bẻo quá. Rồi lên đường mọi người. Rồi lên đường. Mình tắt máy thì hút con vỏ đem về nhà cho vợ nó ăn. Chắc có chứ anh em à. Chừng mà khát nước quá thì ăn một hai trái thôi, chứ đem về bẻ về là có à. Trời ơi trời ơi, làm thiệt hả? Trời ơi má ơi, thôi má ơi, ta ra ta đập chuyện kịp nhí ơi. Trời ơi trời. Thôi bẻ đi, bẻ đi. Giữa đồng ra đuối là khát nước nữa, hết trơn nước luôn rồi. Nó quýnh năn nỉ khóc luôn với lại người ta. Rồi làm khỉ luôn kìa, bò kìa. Lỡ này cho nó quay cái cảnh này, nó té một cái lồng mèo một cái không biết sao mà nói nữa nha. Ê, nhìn tới nhìn luôn nghe, chừng bần nghe, nó quýnh một cái là lộn mèo nghe. Tào lao mới sợ à, cái chừng bần á. Cái trái trước mặt bên mấy bên tay trái đó, thẳng cái dòm dối không mày. Thấy ừ, thấy đó đó. Trời chết mẹ không, nhát hả? Rồi dị xuống rồi mày ơi. Rồi phọc luôn, phọc dịch luôn. Xuống. Về bạn ơi, bye bye. Ừ. Đi thăm gắn này chứ mê cái món này thôi hả? Tối ngủ không yên vì cái món này hả? Tới ngủ anh đi sao mới gắn, hỏi làm gì, nôn dưới sữa chứ phải nôn người ta mới gắn. Cũng có lý. Rồi bye bye. Rồi ok lên được.